đã đến với kênh Hoa Cỡ Channel. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở một nơi rất giống như là Đà Lạt ở Việt Nam mình á. Thời tiết rất là mát mẻ, không khí rất là dễ chịu luôn á cả nhà. Nó có tên là Astro Highland, nằm ở Subang, phía Tây Java, Indonesia cả nhà. Trời ơi, quang cảnh ở đây rất là đẹp luôn á. Không thể chờ đợi lâu thêm nữa, cùng mình vào bên trong nha. Ở đây có rất là nhiều cái luống chè rất là xanh tươi và giá vé vào cổng ở đây là 20.000 rúp nha các bạn. Đẹp quá cả nhà, người ta xây dựng những cái cây cầu đi bộ, những cái hành lang đi bộ này cho mình thỏa sức đi quanh cái đồi chè luôn á. Các bạn có thể thấy thì ở đây người ta xây dựng rất là nhiều cái địa điểm để cho mình đứng lên đây mình chụp ảnh sống ảo này cả nhà. Motif của nó thì như kiểu là ở Bali vậy đó. Các bạn đi Bali các bạn thấy rồi đúng không? Mình sẽ ngồi lên trên những cái... Mình cũng không biết cái này gọi là cái gì nữa. Đây người ta xếp rất là nhiều các loại củi á cả nhà, cây khô á. Đẹp quá cả nhà ơi, người ta rất là khéo tay luôn, người ta đan những cái cành củi khô thành ra những cái điểm để cho mình có thể đứng lên trên mà mình chụp ảnh như thế này. Có ai như mình không? Thấy cái tự nào cũng muốn chạy lại chụp ảnh chơi. Ô đẹp quá đi, y như là những cái tổ chiên vậy đó. Chỗ này mình có thể ngồi lên luôn á cả nhà. Ở bên trong người ta có luồn những cái khung sắt rất là chắc chắn rồi. Chỉ là bên ngoài á, người ta đang kết thêm những cái cành củi nhỏ. Thank you.
đảm bảo với các bạn, dù bạn là người không có biết chụp ảnh nhưng mà những cái view tạo sẵn như thế này á đã quá trời là xuất sắc rồi, nên là mình chỉ cần đứng lên đây chụp ảnh thế là xong. Thích quá. Ngoài ra các bạn cũng có thể đi thẳng vào những cái luống trà này luôn nha. Những cái gốc trà này á cả nhà, trông vậy chứ khá là lớn. Hồi đầu mình tưởng là chắc cỡ cổ tay mình thôi, nhưng mà không. Để mình cho các bạn xem nha. Nó cũng bự lắm á. Trông vậy thôi chứ mà ở đây thì những cái cây trà này á cũng cao, mình nghĩ là cỡ 1m4, 1m5 á cả nhà. Hình như đây là nhà của những chú bồ câu thì phải. Những chú bồ câu đấy rất là dạo luôn cả nhà. Dù mà mình đứng rất là gần nhưng mà cũng không có sợ nha. Wow, đậu đầy ở trên nóc nè. Maaf, mau pati, Elsa makan apa? Makan jagung. Jagung? Yeah. Terima kasih. Ở đây người ta cũng có làm cái bàn tay kiểu là cầu vàng Đà Nẵng cả nhà. Không thể chờ đợi hơn nữa, mình cũng sẽ lên cái khu vực đó luôn. Yeah, cuối cùng thì mình đã tới được cái khu vực bàn tay rồi nè cả nhà. Ở đây gió quá chừng luôn ý. Mình được ngồi thõm trong một cái bàn tay khổng lồ vậy đó cả nhà.
hình như đây là cái khu vực ăn uống ngoài trời nhưng mà còn đang trong quá trình xây dựng đó các bạn. Hình như ở đây người ta cũng có xây những cái khu villa, những cái homestay nhỏ nhỏ. Để biết được chính xác bên đó trông như thế nào, mời các bạn đón xem trong tập tiếp theo nhé. I just knew that I had